Hello, chào các bạn nha. Đây, hôm nay thì mình đi xuống bến tàu, bến xưởng đóng tàu. Vô tình mình sẽ gặp một chiếc mô hình tàu bằng gỗ các bạn. Đây, rất đẹp nha. Đây, thấy chưa? Đây là chiếc tàu mô hình đợt trước của mình là toàn là bằng nhựa và bằng xốp thôi nha các bạn. Nhưng chiếc này đó các bạn xem mô hình gỗ này, bằng nhựa luôn nha. Đây các bạn, đấy, đây là xưởng đóng tàu lớn nhất ở Phú Yên mình nha, là Hùng Thi, xưởng xí nghiệp đóng tàu Hùng Thi. Ồ, thấy các bạn không, thấy đẹp không? Đây là mà đây có mấy móc, có ống chạy nước ra ngoài này, thấy bạn thấy không, rất đẹp luôn. Đây, đây là cái trụ cao giống như là tụ cao để những chiếc tàu lưu rút các bạn. Đấy, rất đẹp. Xung quanh thì có một dàn cây cảnh nữa, chiếc tàu đứng hình dáng rất đẹp luôn nha, tuyệt vời không. Đấy, chiếc này dài khoảng gần 2 mét các bạn. Đồ, đây là trong cabin nha. Thì trong học này nè, là thường thường người ta sẽ bấm một cái máy á, dàn máy nô chạy á các bạn. Còn đây là cái người ta gọi là cây lông cốt. Thường thường như này sẽ có một cái cây láp và một cái người ta gọi là chân vịt nha, để chạy nha. Nhưng chiếc hình này là để mô hình mẫu cho cái xí nghiệp thôi, chứ xí nghiệp đóng tàu bỏ ở trước nhà luôn nha. Đây, thợ này đóng tàu rất là khéo tay nha các bạn. Mình gỗ quán luôn nha. Đấy, vì bằng những cái video trước của mình là toàn là mô hình đó toàn là shop thôi. Nhưng hôm nay thì đây là một chiếc tàu bằng gỗ quán. Đây, rất đẹp nha. Đây, mình chỉ giới thiệu sơ qua cái mô hình tàu này thôi nha. Còn mấy cái hẹn các bạn lại video lần sau nha. Mong các bạn hãy xem và vui thì cho mình xin một like nhé. Còn bây giờ thì hẹn và gặp lại nha.